Sáng ngày 5 tháng 6, cơn mưa lớn trút xuống nhiều khu vực nội thành Hà Nội đúng giờ cao điểm, khiến các tuyến đường, tuyến phố tại Hà Nội ngập trong nước, giao thông ùn ứ nghiêm trọng. Lượng mưa này cộng với những cơn mưa trong đêm 4 tháng 6 đã biến nhiều tuyến phố Hà Nội thành biển nước. Tại tuyến đường Thanh Xuân hướng đi ngã tư Sở, đến hơn 9 giờ, biển người và biển nước xen vào nhau gần như không thể nhúc nhích. Nhiều người cho biết dù đang rất vội đi làm, tuy nhiên vẫn đành bất lực, đứng chôn chân chờ đợi. 5 đến 6 nhịp đèn đỏ rồi mà tôi vẫn chỉ nhích được thêm vài mét, chưa thoát được dòng phương tiện ùn ứ phía trước. Tuyến đường láng cũng trong tình trạng tương tự. Do mưa lớn, đường trơn cùng tầm nhìn hạn chế, các phương tiện phải di chuyển từ từ nên đã xảy ra tình trạng ùn ứ, dòng xe ken cứng trên đường. Tình trạng ngập, tắc đường cũng làm nhiều người dân bị mắc kẹt tại các bến xe, ga tàu. Anh Nguyễn Hào, Hà Đông, Hà Nội cho biết, anh tới ga Cát Linh lúc 8 giờ nhưng sau một tiếng vẫn không thể gọi được taxi, trong khi trời mưa vẫn xối xả. Tại khu vực Mỹ Đình, người dân vất vả di chuyển qua từng con ngõ ngập trong nước đến quá nửa bánh xe. Theo ghi nhận, mực nước tại đây khoảng từ 50 đến 70 mm. Nhiều phương tiện chết máy khi nước dâng cao thì bất chấp vượt qua dòng nước. Tại khu vực Đông Ngạc, nước tràn vào các cửa hàng, người dân vất vả di chuyển qua những vũng nước sâu cả vòng bánh xe. Hiện mỗi điểm giao nút giao thông trọng điểm, lực lượng cảnh sát giao thông đã ứng trực phân luồng giải quyết ùn tắc để giải quyết phần nào tình trạng ùn ứ. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong vài tiếng tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to. Đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 20 đến 30 cm. Đáng chú ý, một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 30 đến 50 cm.